top 5 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2023. Hãy cùng xem danh sách 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2023. 1. Lee Ji Eun, ngày sinh ngày 16 tháng 5 năm 1993, 29 tuổi, nơi sinh Songjaejong, Seoul, Hàn Quốc, nghề nghiệp diễn viên, giá trị tài sản ròng của Il, 2022, 40 triệu đô la Mỹ. Lee Ji Eun còn được biết đến với nghệ danh Il là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, diễn viên người Hàn Quốc và là một trong những nữ diễn viên, thần tượng K-pop giàu nhất Hàn Quốc. Cô là một trong những người Hàn Quốc nổi tiếng và rất xinh đẹp. Ca sĩ solo, cô ký hợp đồng học việc với Loan Entertainment, nay là Kakao Entertainment, vào năm 2007 và ra mắt với tư cách ca sĩ ở tuổi 15 với mini album đầu tiên Lost and Found, 2008. 2. Ba Esuri, ngày sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994, 28 tuổi, nơi sinh quận Búc, Gwangju, Hàn Quốc, nghề nghiệp diễn viên, giá trị tài sản ròng của Ba Esuri năm 2023, 35 triệu đô la Mỹ. Ba Esuri hay được biết đến với nghệ danh Ba Esuri, là nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc, từng là thành viên nhóm nhạc nữ Miss A trực thuộc công ty giải trí JYP. Cô có màn ra mắt xuất sắc với vai trò diễn viên với bộ phim truyền hình Dream 2, 2011 và tiếp tục xuất hiện trong các loạt phim như Gu Family Book, 2013, Yêu Không Kiểm Soát, 2016, Why You Are Sleeping, 2017, Vagabond, 2019 và Star Up, 2020. 3. Song Hye Kyo, ngày sinh ngày 22 tháng 11 năm 1981, 41 tuổi, nơi sinh Daegu, Hàn Quốc, nghề nghiệp diễn viên, giá trị tài sản ròng của Song Hye Kyo năm 2023, 25 triệu đô la Mỹ. Song Hye Kyo là nữ diễn viên giàu thứ hai Hàn Quốc. Cô không chỉ giàu nhất mà còn là nữ diễn viên xinh đẹp số 1 Hàn Quốc. Cô nổi tiếng quốc tế qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu, 2000, Ôm In, 2003, Full House, 2004, Thác Winter, The In Blood, 2013, Hậu Duệ Mặt Trời, 2016, Gặp Gỡ, 2018, Bây Giờ Chúng Ta Chia Tay, 2021. 4. Park Shin Hye, ngày sinh ngày 18 tháng 2 năm 1990, 32 tuổi, nơi sinh quận Nam, Gwangju, Hàn Quốc, nghề nghiệp diễn viên và ca sĩ, giá trị tài sản ròng của Park Shin Hye năm 2023, 8 triệu đô la Mỹ. Park Shin Hye là một trong những nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được biết đến với vai phụ trong bộ phim truyền hình Nấc Thang Lên Thiên Đường năm 2003. 5. Cho Ji U, ngày sinh ngày 11 tháng 6 năm 1975, 47 tuổi, nơi sinh Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nghề nghiệp diễn viên, giá trị tài sản ròng của Cho Ji U năm 2023, 15 triệu đô la Mỹ. Cho Ji U là nữ diễn viên Hàn Quốc, được coi là một trong những phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Beautiful Days, 2001, Winter Sonata, 2002, Nấc Thang Lên Thiên Đường, 2003, ECT, 2007, Starship Lover, 2008, The Superficial Houses, 2013, và Tentatino, 2014, và loạt phim hài lãng mạn 20 Again, 2015, và Oman With Một Chiếc Vali, 2016.